Xin trân trọng giới thiệu anh Vũ Lăng cùng với chị Minh Hiền. Cặp đôi hoàn hảo này sẽ ca cùng với nghệ sĩ Kim Tử Long trong bài Tâm sự Mộng Cầm, sáng tác Viễn Châu. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức. Ai mua trắng tôi bán trắng cho. Trắng nằm yên trên cành liễu đời giờ. Ai mua trắng tôi bán trắng cho. Không bán tình duyên ước hẹn hò. Ai mua trắng mà người đem trắng đi bán, người đến bán bao nhiêu một ánh trăng người ở trần gian ấy tặng chốn cung hằng. Tôi muốn hỏi người điên hay tình, cất tiếng ra hoài bán một chặng trăng. Đã mấy đêm rồi ngồi đêm sao băng, nghe sương phiên nhỏ giọt vào khung. Trần gian u tối rằng ta điên hay tình, còn nàng tình hay điên mà mua ánh trăng vàng. Hay quá, hay quá. Trăng của riêng ta nhưng chỉ bán cho nàng. Trăng trong thơ của hàng Mạc Tử, dù khuyết hay tròn, dù đục hay trong. Nàng buồn vì sương khuya nhỏ giọt, còn ta thì đợi chờ suốt một mùa trăng. Mộng cầm ơi trăng giờ mây sắp trở về đất chúa, lưu luyến làm chi chúng tình tan giờ. Suối lệ càng dòng thơ cùng càng tiếng người yêu.
lẫn vào trong bóng tối khi chuông khuya nức nở đô liên hồi. Mặt vào tay chua xót ngậm ngùi, nàng muốn tin hỏi vì sao không nói, tôi bảo rồi còn chỉ nửa mong cầm ơi. Tôi đã quên nàng, sao nàng chẳng quên tôi, tiếc khi nửa một mảnh đời cô quanh. Tôi hãy về đi kẻo sương khuya xuống lạnh, lạnh dần trắng và lạnh thắm dài gầy. Cầm tay người yêu tôi khẽ nói, mong cầm ơi kìa dần trắng giờ. Anh sợ cho tình mình rồi cũng sẽ giờ thôi. Tình tan vỡ theo mùa trăng tàn qua thôi, thế thì thôi lỡ cô nhân rồi. Riêng đôi ta tan vỡ lâu rồi anh ơi, dần trắng già chơi vơi. Trắng ơi trắng cuộc mong sao đổi, trong tiếng hát cu hoài trời thu còn mờ in bóng ai. Nhưng dấu chung vẫn chưa tàn phai, tình ban đầu thì đâu trái ngang. Bao ước mơ đến nay lìa tan. Mong cầm ơi đừng chờ nơi nữa, bởi người của em yêu đã mộng con đầu chỉ còn có bấy nhiêu thôi. Đôi dòng chữ với mấy lời nhắn nhủ run run tôi viết tên nàng. Ai mua trăng vàng tôi bán trăng cho.